I'm a nonfiction storyteller. Oftentimes, I travel to hidden places to seek facts for my stories. Sometimes, I will find evidence in the writing on the wall. Sometimes, they are recorded in other types of material. But when I find them, they become voices from oblivion. In the last episode, I met up with one of the Bolina 52 survivors, Mr. Sung Trinh. He was a former officer in the South Vietnamese Army. He was imprisoned for 12 years following the end of the Vietnam War. While encountering the USS Dubuque, he swam over to the US Navy ship, tried to climb on the monkey line, but was shaken off. This account was confirmed by many US sailors who witnessed the incident. He told me he has another sister who came with him on the trip, and she might talk to me about the Bolina 52 tragedy. So I contacted her, and she agreed to talk to me. Tại sao cô đi biển? Tại vì ba tôi ông ở tù rồi ông anh Xuân á, ông ở tù 14 năm lận. Dạ. Dạ, thì ra khi mà anh Xuân anh được về á, là anh được thả mới có chừng một tháng là đi á. Dạ. Tại vì anh nói chứ đi biển, chắc anh ở lại anh sợ bị bắt trở vô. Yeah. Anh hồi xưa là trung tá bị đông quân. Yeah. 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 Rồi nhà tôi là bị lấy, ba ông cũng đi ở tù 5 năm lận chứ đâu ít. Yeah. Ở ngoài Hà Nội đó. Yeah. Tại vì cái chuyến đi á, nói đúng ra là đáng lý không có đi. Nhưng mà tại vì cái ông anh rể á, mà có người em út chết á, là ông đã đi trước đó. Tôi mới chở ông đi tới đi lui để gặp chủ tàu rồi đó. Thành ra khi mà mình có đường dây á, thành ra khi anh hai anh về anh nói vậy cái mình nghĩ vậy thôi mình đi luôn. Yeah. Ngày đầu tiên đó, ra biển đó, thì cái hành trình đó là sao? Tôi kể lại. Bắt đầu 11, 12 giờ đêm đó, là tàu bắt đầu bốc hết trơn người xong rồi đó. Yeah. Thì bắt đầu đó, nó chạy ra khỏi Bến Tre đó. Thì tới sáng đó, là nó nói chắc cũng đỡ rồi. Tại vì đi nguyên một đêm ra tới sáng là thấy chắc không có còn công an đồ đâu. Thì là nó mới bắt đầu nó mở máy nó chạy nhanh. Yeah. Thì nó chạy nhanh đâu khoảng chừng 3-4 giờ chiều à, là bắt đầu gặp bão. Bão. Dạ, bắt đầu gặp bão, mưa rồi cái mưa cũng khoảng 4-5 giờ mưa cho tới tối. Tối mà cũng sóng đồ dữ lắm, cái ông tài công ông mới nói chứ thôi phải tắt máy chứ để không thôi là mưa bão thôi kiểu này máy nó không có chịu nổi. Thôi để tắt máy xong rồi chừng nào hết rồi mở máy chạy tiếp. Thì ổng tắt máy xong cái tới hồi mà hết mưa bão ổng mở máy thì máy nó không chạy. Yeah, yeah. Đó, xong cái bắt đầu sửa xong rồi á thì chiếc tàu nó chạy, nhưng mà ổng nói bây giờ chiếc tàu này nó chạy nhưng mà ổng không có sure là nó sẽ chạy được. Thôi vậy giờ chạy trở vô. Ổng nói vậy á, cái ở trên tàu nó gì kỳ vậy? Cái nói chứ giờ chiếc tàu này nó hư máy rồi mà cái máy phụ này chạy thì không có chạy được xa. Thành ra thôi giờ nếu mà đi xa là máy phụ này đi thì sẽ chết, không có tới đâu hết, thôi bây giờ chạy trở vô. Thì thôi mình cũng chịu thôi chứ sao giờ, thì để cho ông chạy trở vô. Thì ông chạy trở vô coi như mình đi một đêm một ngày, rồi một đêm sáng ra chạy trở vô lại. Chạy trở vô lại thì tao chừng khoảng tới 1-2 giờ trưa thì nó chết máy nữa. Cái ông nói thì giờ từ đây tới lúc nó tới chiều tối là nó trôi vô tới bờ, mà lúc đó mình cũng còn thấy núi rồi nữa. Dạ, yeah, mà mình nói chứ nếu ông nói vậy, cái ông mới nói thôi giờ ai có đem được ăn đồ nặng nề hay giấy tờ gì xé bỏ để đuổi công an bắt. Có giấy tờ mất công nữa. Cái mới nói thôi đi ngàn đêm, mà lúc đó cũng lúc mà gặp bão á, trên tàu người ta ói mửa dữ lắm, mình cũng vậy nữa. Ai cũng muốn chết hết trơn rồi.
đừ hết rồi, thành ra nghe nói đi chở vô, nó đi chở vô hả, à, thôi kệ còn hơn là đi vậy chịu không nổi. Thì cái lấy đồ ăn đồ ra ăn rồi cái ai cũng nằm nghỉ mệt đó, thì nằm nghỉ mệt rồi cái mệt mà ai cũng ngủ, ngủ xong lát cái tôi thấy lờ mờ sáng á, hôm qua thì mình thấy cái màu biển nó xanh vậy nè, nhưng mà hôm qua một đêm nó sáng ra là coi như màu nó đậm lì giống như màu mực vậy. Thì lúc đó ông tài công ông mới lật đật, ông kêu ai biết sửa máy đồ này kia cho nọ lên ráng sửa chiếc tàu nó cho nó chạy, nhưng mà rốt cuộc nó không chạy nữa. Ngày nào mới bắt đầu thấy những chiếc tàu đi ngang qua? Coi như ngày mà thấy chiếc tàu đi ngang qua là ngày thấy chiếc tàu Nhật đầu tiên á, Ngày rồi sau đó là thấy nhiều lắm. Dạ. Khi mà 10 ngày á, là thấy chiếc tàu Nhật đầu tiên á, là em của anh Tư hồi nãy á, nó nhảy xuống nó đi á, là sau đó bắt đầu tụi này thấy nhiều chiếc tàu, mình mới biết là mình trôi ra tới hải phận quốc tế rồi, thành ra mình mới thấy tàu đi ngang đi lại đi ngang đi lại nhiều. Nhưng mà mỗi lần thấy vậy á, là ở trên tàu á, nại cây xung quanh này ha, rồi lấy mấy cái thùng mũ nước, thùng mũ đựng dầu đồ đó đốt lên, lấy quần áo đồ đốt. Có một đêm á, chiếc tàu của tôi gặp một chiếc tàu á, hả, giống như là chiếc tàu mà nó giăng đèn từ trên xuống dưới hết, ở bên này đốt lửa la sùm lên hết, mà sao nó mình thấy gần lắm nha, mình thấy giống như đây á, là nó ở bên kia đường vậy đó, mà sao nó không thấy mình, à, hay là nó không chịu dứt. Tụi này thấy cũng cỡ khoảng, nghĩa là tệ gì tệ cũng phải mười mấy hai chục chiếc tàu trong trong vòng mà đi á, là thấy gần nhất á, còn xa xa là không có kể á, thấy gần mình mà có thể là nó sẽ thấy mình á, mà cỡ khoảng mà 20 chiếc, Hai chục chiếc, mà không chiếc nào cũng dừng không chiếc lại hết. nào được. We at Voices from Oblivion are working to document, preserve, and exhibit these stories for public education about our history, the history of the Vietnamese refugees. Please support our work by becoming a patron. Go to patreon.com/voicesfromoblivion to make a contributions. As a patron, you will get the first dip of our video. Follow our social media site on Facebook for news and development. No matter how large or small, your contribution is important to us and the future generations. Thank you.